Chị là chị thấy không được. Chị không thích người cẩn thị để mất kiến. Rồi thôi hồi hộp kéo màn đi cho ta gặp mặt đi. Để người ta, người ta chưa có nói hết. Có nhiều lúc mà nó nhạy cảm mà mắc kiến nó khó chịu lắm. Kiến mắc mới chuyện đó. Ý của tôi không thích, tôi có quyền. Anh nhưng mà biết đâu anh không thích thì sao? Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trước khi mà mình vô mình trò chuyện với các cặp đôi của ngày hôm nay á, tự nhiên sáng giờ trong em thấy trong người em nó vui lắm. Vui lắm anh Linh, cảm giác tình yêu sắp tới hay sao á. Nhưng mà sắp tới với người khác hả? Hay là tới với em? Biết linh cảm tới với em không? Không biết có không nữa. Tại khi người ta nói khi yêu là giống như tình yêu nó không có tuổi, anh nghĩ sao? Anh nghĩ rằng là càng lớn tuổi càng yêu nhiều hơn nữa. Phải không? Ừ. Là khi yêu là hồn như nở hoa, phải không? Người ta nói vậy đúng không? Khi yêu không có tuổi. Đúng rồi, tình yêu không có tuổi. Chúng ta sẽ đến với các bạn trẻ để xem khi yêu tuổi có quan trọng không quý vị nhé. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên trong ngày hôm nay. Nào, hạ màn xuống. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn, mang tên là gì? Em tên là Anh Thư. Dạ, em 28 tuổi. Anh đang công tác ở đâu? À, em hiện tại đang làm quản lý dự án của công ty truyền thông online. Anh Thư 28 tuổi sẽ gặp chàng trai bao nhiêu tuổi đây? Xin mời. Rồi. Mời bạn. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ em là Sinh ạ, Lương Trường Sinh. Bạn dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 26 tuổi ạ. Bạn nãy có nghe bên kia giới thiệu chưa? Dạ em nghe rồi ạ. 28 tuổi. Dạ. Bạn nghĩ thế nào về tình yêu mà chúng ta có cái sự so sánh giữa tuổi tác? Cái sở thích của em là em thích yêu người hơn em vài tuổi. Mấy tuổi? Vài tuổi anh ơi. Vài tuổi hả? Dạ. Nhưng lý do tại sao mình thích yêu người hơn mình vài tuổi? Quan điểm thì các cụ nói rồi là có phúc thì mới lấy được vợ già. Ờ. Vừa sạch cửa nhà mà lại dẻo cơm canh. Còn anh Thư, bạn nghĩ sao về cái tuổi tác ở trong tình yêu? Em cũng chia sẻ với chị luôn là trước giờ đa số là em ít khi nào gặp được bạn cùng tuổi. Một là em sẽ gặp Hồng Hà Nhi. Hai là gặp Ngô Mà Dương. Có thêm bà La Sát. Trong cái buổi hẹn hò hôm nay thì bây giờ Quyền Linh với Cát Tường làm mai mối cho bạn một người bạn trai bên kia nhỏ hơn bạn 2 tuổi, thì bạn có suy nghĩ gì về điều này? Về tuổi tác thì em cũng không có quan trọng lắm, nhưng mà em cần người bạn trai đó là phải nhìn chững chạc, nhìn tương xứng với em. Nghe bạn bên kia nói cần một bạn trai chững chạc, bạn có đáp ứng được chưa? Em nghĩ cái này chắc là đủ rồi anh ạ. Từ hướng tính giờ. Bạn thích điều gì ở người phụ nữ? Thì em không có yêu cầu gì cao cả, chỉ cần biết nấu ăn, hiền hiền một chút. Còn bên kia hơi dữ á. Không liên quan rồi, bên đây lắc đầu rồi. Anh Thư có biết nấu ăn không? Biết nấu nhưng mà nấu khá ít món ăn. Nhưng mà nấu là đa số là mọi người ăn sẽ khen ngon. Ăn sẽ khen ngon, có nghĩa là không làm thôi, làm là chất lượng. Dạ đúng rồi. Mình thấy bạn là một người rất là cá tính. Bây giờ mình hỏi này, bạn không sợ là nếu mình quen cái người nhỏ tuổi hơn mình sẽ già hơn người ta trước sao? Em nghĩ là tới cái độ tuổi của em, cho tới khoảng 10 năm nữa thì khuôn mặt của em cũng sẽ như vậy, nó không thay đổi nhiều. Nên là em nghĩ là em vẫn tự tin. Rồi trên 10 năm sau nữa thì cái chuyện đó hậu xét. Lúc đó thì bạn đó thì cũng già tương đương rồi nên là cũng không có lo. Không có đâu em. Em thấy anh Nguyễn Linh không? Tuổi anh rất là già, năm nay anh 6 mấy rồi đó. Đời. Mà cái mặt ảnh rất là trẻ như là mới có 35 thôi. Đàn ông họ rất là lâu trẻ, lâu già. Phụ nữ mình mới là mau già em à. Em phải coi chừng lại cái điểm này nghe, chứ chị sợ là không có ổn đâu đó. Em thấy ổn em? Không, em thấy ổn ấy. Anh Thư, Tường thấy bạn rất tự tin về bản thân. Mà thường những người như vậy thì họ thường hay lập kế hoạch cho cuộc sống của họ sau này trước. Yeah. Bạn có lập cái kế hoạch gì cho cái cuộc đời của bạn sau này không? Dạ có, năm nào em cũng có kế hoạch riêng của mình theo từng năm. Ví dụ là kế hoạch về công việc cũng như là kế hoạch đi du lịch. Còn kế hoạch hôn nhân thì em nghĩ là năm này hoặc là năm sau cũng đã đến cái thời điểm rồi. Chị nghĩ là quá đến rồi đó. Dạ. Yeah. Thì bây giờ xác định cuối cùng là đối tượng mà em cần tìm là người như thế nào? Em nghĩ là nếu mà hao hao giống anh Quyền Linh thì cũng tốt. Có nghĩa là anh Quyền Linh biết cân đối giữa công việc với lại gia đình. Thì em nghĩ là đó là một cái mẫu người mà không chỉ riêng em mà các bạn nữ là đa số là đều mong muốn như vậy. Hay tóm, quá. Tóm lại là mẫu người lý tưởng là anh Quyền Linh đó. Anh hạnh phúc quá. Anh ráng anh làm mai mối nha.
quá hạnh phúc luôn. Bữa nay có một cô gái nói với anh hạnh phúc quá. Em thấy em giống anh được phần nào thì em nói đi. Lát nữa cho em mời anh cà phê em học hỏi thêm nhé. Quê chính là em là đâu? Dạ, em ở Thái Bình ạ. Thái Bình. Em vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ được gần tròn 6 tháng rồi. 6 tháng à? Dạ. Vậy thì em đang ở trọ à? Dạ em ở cùng với anh chị. Có nhà trong đây luôn? Nhà bác. À, ở nhà bác đây dạ. Luôn. Và một kế hoạch khi lấy vợ thì chúng ta sẽ như thế nào? Chắc chắn là phải ở riêng rồi. Nhưng mà có một cái quỹ nào đó để tự lập chưa? Dạ cũng có rồi anh ạ. Có rồi đúng không? Rồi vậy là ổn định rồi. Hay quá. Được rồi đó. Xong. Thư này, cái công việc chính mà bạn đang làm á, bạn nói cụ thể hơn là bạn làm sao? Dạ hiện tại em đang làm trưởng phòng quản lý dự án của bên công ty truyền thông á. Dạ. Đó, truyền thông online. Thần tượng của em xuất hiện bên kia đó. Hello. Cảm ơn em đã nói những cái điều tốt đẹp về anh. Và anh nghĩ rằng hôm nay sẽ có những điều tốt đẹp đến với em. Em cảm ơn. Anh chàng bên đây dễ thương lắm. Không, đừng có quảng cáo, tôi phải nhìn mặt tôi mới biết được. Nó thật, cũng giống anh vậy đó ha. Nhưng mà thấy bên đây thì sao? Anh nhìn nãy giờ là khỏi phải nói, anh không có hỏi điều gì, biết là không có điều gì để hỏi. Rồi anh giờ bển đi để nói riêng cái chuyện, cái nữa là người ta qua người ta coi. Bạn có cần người đàn ông của bạn về ngoại hình không? Tại vì em cũng hơi cao nên là em cũng yêu cầu bạn nam phải cao trên 1m7. Rồi. Chắc cũng khoảng 65-70kg. Được, được. Xin rồi, giới thiệu bên trên 1m7 ha. Mập mập chút xíu ha, tròn trịa, có da có thịt nha. Dạ. Mặt mày giống anh Quyền Linh. Dạ, dạ cũng được. Dạ quá được thì chứ chị còn muốn nó đeo cho em. Rồi, anh Quyền Linh mà mới nói cũng được thôi à. Chào em, đứng lên chị coi cái em cao bao nhiêu. Em được 1m68 rồi chị ạ. Thiếu vài phân ha. Nhưng mà em đủ cân ạ. Đủ cân, bao nhiêu ký? Em 65 ạ. Ây à, cũng được. Thế mai mốt lập nghiệp mình ở Sài Gòn luôn hay là mình về quê? Em hợp với Sài Gòn. Em vào 6 tháng mà em tăng được 5 cân. Chắc là em nếu em mở một năm em tăng 10 cân là coi như xong luôn. Giờ này cũng phải hãm dần rồi chị. Đúng rồi, phải hãm bớt lại. Như vậy là chuẩn rồi, đừng có tăng nữa nha. Dạ. Cũng được. Cái gì quá được đi chứ. Rồi, để chị về chị nói tốt vài câu. Chị thấy không được. Chị không thích người cẩn thị để mất kiến. Rồi thôi, hồi hộp quá, kéo màn đi cho ta gặp mặt đi. Để người ta, người ta chưa có nói hết. Có nhiều lúc mà nó nhạy cảm mà mắc kiến nó khó chịu lắm. Kiến mắc mới chuyện đó. Ý của tôi không thích, tôi có quyền. Nhưng anh mà biết đâu anh không thích thì sao? Là đối với mọi người á, giọng nói miền Nam rất là ngọt ngào đấy, như cô gái bên đấy. Còn á, đối với những người phụ nữ trong Nam thì cũng nghe giọng Bắc cũng ngọt ngào lắm. Thành ra là hai bên, hai cái ngọt lại với nhau thì nó còn ngọt dữ dội nữa ha. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp mặt nhau để biết là được hay không được. Kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút đối diện với nhau. 2 phút bắt đầu. Kế hoạch 5 năm của anh là gì? Xây nhà, cưới vợ và nuôi con ăn học. Hỏi em đi. Hỏi đi. Ôi nhìn em đúng hay không biết hỏi gì nữa. Thấy là cái về cái vấn đề thì mình sẽ chắc là sẽ có nằm trong cái hình mẫu mà trước đúng đó rồi, là cái chuyện yêu đương đi. Cũng như trong như mà trong tưởng tượng của anh như này là đạt chuẩn đấy đó. Đó, anh thích những người mà nhìn có một cái gì đó như em là gì? Mặn mà. Trời cảm ơn. Tiếp đi. Tấn công đi em, chị thấy bạn nam hơi lép vế rồi đó. Trời ơi, sao trời ơi. Lý do gì mà anh lại nghĩ là sẽ quen với một người lớn hơn tuổi? Có thể anh không hợp với những người bằng tuổi hoặc là kém tuổi, chắc có thể là anh già dặn hơn những người đó. Có thể mình do mình đi làm sớm rồi hay là sao đó thì mình thích những người hơn tuổi, mình cần cái sự chín chắn. Đã xác định là nó phải rõ ràng. Không có chơi bời rồi cái này thế kia nó rất là mất thời gian. Về cơ bản như thế thì em ok chưa đúng không? Hỏi thôi coi có mình miền Nam miền Bắc đó có thích không, có thích gái miền Nam mình không? Chắc chắn rồi chị ơi, anh là vì là thích gái miền Nam nên anh mới vào Nam làm nghiệp đó. Tôi hỏi giùm chi vậy trời, vui hỏi gì nữa nhanh đi em, trời ơi hết 30 giây nữa hỏi câu thôi, nhanh lên. Sau buổi hẹn này thì anh mời em đi cà phê có được không? Hoàn toàn sẵn sàng. Lúc đó mình tìm hiểu nó kỹ hơn đúng không? Bây giờ ngồi ở đây nói chuyện riêng tư mà có nhiều người quá. Nhưng mà người ta lớn tuổi 2 tuổi đó kia bằng chị nha. Không anh sao lại thế được? Con gái là hơn 3 tuổi vẫn là phận em mà anh. Rồi chuẩn, hết giờ. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 khắc đếm. Nếu ta đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ bấm nút. Còn nếu không đồng ý thì chúng ta không bấm nút. 1 2
và 3. Có thời gian. Mời bạn. Wow, bạn nữ chào nha. Bạn nữ không có bấm. Không có bấm nút. Dạ. Bạn nghĩ sao? Em nghĩ là bình thường thôi, có thể em không phù hợp với tiêu chí của bạn nữ. Không có bấm nút trước mấy giây thôi, còn sau đó thì bấm. Tại sao bạn lại chọn bạn nam? Mình thấy hình như là chưa có hợp lắm đó nha. Chưa hợp lắm, nhưng mà em nghĩ là có thể kết nối và trao đổi thông tin sau cái buổi gặp gỡ này. Thì em nghĩ còn nhiều cái em cần khai thác thêm. Chị đùa với em thế thôi. Dạ. Mình nắm đó. Tay làm quen á. Dạ, nắm tay giùm nhau là thấy chưa? Không phải bắt tay. Đấy nắm thế nha. Chúng ta sẽ cảm nhận những cái ấm áp với buổi đầu tiên gặp mặt. Chúc hai bạn sẽ có nhiều may mắn và sẽ hiểu hơn trong cuộc sống. Mà biết đâu cái chặng đường phía trước hai người sẽ đi chung, ăn chung và xài tiền chung. Nhậu được nhiều không mấy chai? 14 năm mà bạn. Hả? Tôi chịu. Chúng ta sẽ đến với chàng trai. Xin mời. Chào bạn. Chào bạn. Dễ thương quá. Thì ghét. Trời cười tươi ghê nha. Thì ghét kìa. Gì vậy lên? Cười hoài luôn hả? Dạ. Nó chơi chứ ngồi mòn ngồi với bạn. Mướp ma, mướp miếp, mỉm mỉm, mập mạp, mê mé. Trời ơi, tóc dễ thương nữa. Tóc là Quang tự nhiên hả bạn? Dạ. Bạn tên gì? Dạ, em tên là Thuận Nguyên. Thuận Nguyên? Dạ. Bao nhiêu tuổi? 26. 26, Thuận Nguyên. Dễ thương lắm các Tường ơi. Rồi, để đó đi từ từ. Và bây giờ, mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Wow. Mời em ngồi. Ôi, cái gì mà lĩnh kỉnh nhiều thứ quá vậy nè. Chào chị Cát Tường. À. Chào anh Nguyên Linh. Chào em. Chào tất cả mọi người. À, hôm nay em tới đây em có hoa tặng chị. Ồ, tặng chị đó hả? Dạ. Cảm ơn em nhiều nha. Em có bánh tặng mọi người. Ồ, hôm nay này tặng chương trình ha. Cái này nhiều lọc quá. Em vừa kinh doanh luôn. À, vừa kinh doanh luôn ha. Là em làm luôn hả? Dạ mẹ làm. À, rồi em có biết làm không? Dạ biết. À, mình phụ mẹ làm hết rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Trước tiên là bạn tên là gì nè? Dạ em tên là Mỹ Anh. Rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và rất là dễ thương. Mình đang làm công việc gì? Hiện em đang làm kế toán bên nhà hàng tiệc cưới. Còn việc làm thêm của em là em bán bánh ít cho mẹ. Mỹ Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 28 tuổi. Bà 28 tuổi là sinh năm bao nhiêu? Theo thực của em á là sinh năm 87. À. Nhưng mà khai sinh là khai sinh năm 88. Nếu 88 thì mới có 26 thì nhiên nói 28. Mình phải muốn mình trẻ hơn chứ, đâu có ai là phụ nữ mà đi khai cho tuổi lớn hơn chi vậy trời. Tính tôi mụ nữa chị. Trời đất ơi, không có được, thì là mới có 26 tuổi thôi. Đúng mà đừng có đi sâu vô tuổi nữa. Tuổi tác không quan trọng trong tình yêu đâu. Bây giờ mình cứ hỏi về tâm lý chọn người thế nào thôi. Đúng rồi, bây giờ bạn xác định đến với chương trình là mình tìm bạn để mà yêu đương hay là mình đi đến hôn nhân luôn? Nếu được thì đi đến hôn nhân luôn. Nếu được, vậy thì như thế nào mới là được? Tính tình thì phải hợp với em. Tính em á, người ta mới tiếp xúc á, người ta nhận xét rất là đanh đá. Mình đã không thích phải không? Nhưng mà thực chất là em không có đanh đá. Hôm nay bạn đến đây với một cái cảm giác như thế nào? Mong muốn là tìm được cái người thích hợp. Hồi đó giờ bạn có đi tìm chưa? Dạ cũng có. Có gặp bao giờ người gần thích hợp với mình chưa? Cũng có một mối tình. Bao nhiêu lâu? Dạ cũng 2 năm rồi anh. Hai năm vừa qua là bạn chưa tìm được ai? Dạ. Em cũng có thấy nhiều bạn gái nhưng mà cái tính cách của họ không hợp với em. Tính cách như thế nào là không hợp với em? Hơi đanh đá. Đanh đá, không thích đanh đá. Dạ. Bởi tính cách bạn hiền đúng không? Dạ. Rồi bạn thích như thế nào? Hiền, năng động một chút, biết không? Cái người đàn ông của mình là người như thế nào? Em nghe người ta nói á, đàn ông mà đẹp trai á thì không chung tình. Giống anh Nguyễn Linh vậy đó. Ai nói vậy? Rồi tiếp. Mà đàn ông chung tình á thì không đẹp trai. Mà đàn ông chung tình mà đẹp trai á có vợ hết rồi. Rồi tiếp. Mà đàn ông á chung tình mà đẹp trai mà không có vợ á thì không hợp gì anh. Cái này được. Rốt cuộc vậy bạn muốn lấy người đàn ông nào? Nhìn mặt mày cho sáng láng xí, tướng người phải vạm vỡ xí. Thôi rồi. Ngon bên đây ngon. Mày sáng mà láng to luôn.
Tạm mở luôn. Ôm em á thì mặt em sẽ ngang ngực thì rất là tốt. Có nghĩa là người đó phải cao hơn em. Mình nó cao 1m mấy vậy? 1m9 hay 80 gì đó. Chắc được, chắc được. Về nãy giờ bên kia nói vậy, bạn có thấy mình hợp ý bên kia chưa? Nói cũng hợp đấy chứ. Mình hợp bên đó hả? Dạ, 80%. 80%? Dạ. Còn những gì mình chưa đáp ứng được bạn có thể nói ra luôn. Có cái điều mà bạn nữ bên kia đánh đá mà có thể cái đó về tìm hiểu sao. Cái đó là người ta nói người ngoài nhìn vô tưởng như vậy thôi. Nhưng thật ra là em không có đánh đá. Sở thích của bạn là gì? Em thích đi du lịch bụi á. Em thích đi cảm nhận cuộc sống. Thường mình đi là mình đi với ai? Em đi một mình. Đi một mình? Tháng trước em đi từ Bình Định em ra Đà Nẵng, Huế, Hội An, Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi ra ngoài Hà Nội, rồi bay ngược vô Sài Gòn. Con gái một thân một mình đi một mình 10 mấy ngày ngoài đường vậy đó, đi hết điểm này qua điểm khác. Dạ. Ồ, đó cũng là một trải nghiệm rất là thú vị đúng không các bạn? Qua chuyến đi này em thấy cuộc sống rất là nhiều người tốt. Tại vì em nghe các bạn trẻ nói cuộc sống này sao chán trường này nọ, nhưng mà em đi rất là thú vị. Đi chơi 10 mấy ngày vậy rồi có khi nào nhậu nhẹt gì không? Em á là rất thích nhậu. Trời ơi, nhìn nhỏ nhoi vậy mà rất thích nhậu. Dạ. Nhậu được nhiều không, mấy chai? Nhiều lắm chị. Mấy chai? Thử coi có ngang hàng với chị được không? 14 lon 33. Hả? Thôi tôi xỉu. 14 lon 33. Em là cao thủ. Trời ơi. Vậy bây giờ em có thích bạn trai em biết nhậu không? Tốt nhất là nên biết nhậu. Thôi để tôi coi mặt qua đây coi. Wow, nặng dữ. Không được rồi. Thôi biết nhậu không? Biết nhậu không? Dạ biết. Bụng này bụng bia nè. Mấy chai? Bên kia 13, 14 lon đó. Đừng có nói thách. Nói thử thật đi rồi về mình luyện thêm. Dạ, 2-3 chai. Nhưng mà bạn nghe bạn nữ bên kia nhậu gì, bạn có lo lắng gì không? Thì bạn nữ bên kia nếu mà nhậu không được thì em nhậu giùm. Nhậu giùm? Người ta uống 14 chai. Chú uống có 2-3 chai mà chú đòi nhậu giùm là giùm sao chú? Tự tin quá à. Nhậu giùm là nhậu giùm sao? Em thấy bạn nữ mà xỉn rồi đó thì em sẽ tiếp tế. Tiếp tế thì sao? Kêu bạn ấy nghĩ là em nhậu tiếp. Chứ đừng có thấy người ta xỉn rồi mình dở trò sầm sở nha. Ê, không. Ai kỳ vậy? Bà, ta mặt hiền gì mà nói kỳ vậy? Tôi nghi lắm, ai nói hiền? Trời ơi, coi kìa. Coi tóc quăng vậy mà kêu bằng hiền. Khó đâu ha. Trời, đánh giá người ta qua tóc sao được. Để anh xem. Thôi, chị tôi đẹp. Không thích. Chào anh. Chào em. Trời đất ơi, làm lúc 14 lon vậy đó hả? Anh không hiểu tại sao. Thường phụ nữ thích lấy chồng là không có nhậu, mà tự nhiên em thích lấy chồng nhậu là sao, anh không hiểu à? Đàn ông mà không biết nhậu á, hay lúc buồn hay lúc bị stress á, sẽ đi tìm cái khác. Trời ơi, đâu có phải vậy em, anh có nó biết nhậu, anh có tiệm gì đâu. Anh tiệm gì sao tao biết được? Nghĩ là sai lầm á. Lấy chồng mà chồng không nhậu là mừng chứ sao mà phải lấy chồng là nhậu là sao? Thôi, nhưng mà phải nhậu. Phải nhậu. Đúng em phải nhậu hả? Bắt tay với em, chị đồng ý quan điểm đó. Rồi, nhậu nó mới vui. Chị nó mới vui. Rồi rủ rồi chồng nhậu, chồng xỉn lên nhậu hoài, hai chồng nhậu hết rồi ai lo con cái. Ủa dạ không, anh nhậu này là nhậu có văn hóa. Nhậu đó. Có văn hóa là sao? Hay chưa? Nào, có nghĩa là mình nhậu mình giảm stress. Chứ không phải là mình nhậu là mình bét nhè. Nhưng mà nhậu riết có ghiền rồi sao? Nó không có ghiền. Sao em biết không ghiền? Tại vì con người mình phải tự điều tiết được bản thân mình. À hay ha, điều tiết ha, chữ điều tiết này được nè. Chứ không điều tiết là mệt lắm nha. Không ai giống như anh đâu, mà từ lưa không biết điều tiết. Đi về đi. Ủa làm gì tôi biết điều tiết? Tôi điều tiết dữ lắm luôn rồi đó. Chứ không nãy giờ tôi bực mình cái chuyện mà lấy chồng là khoái chồng nhậu quá nha. Em thấy con gái nhậu quá em có sợ không? Hơi sợ. Hơi sợ gì quá sợ luôn. Bây giờ là cho hai bạn nhìn mặt nhau được chưa anh Linh? Nhìn đi. Rồi kéo màn lên. Đó. Bên đây mỏng manh, bên đây có vẻ thể là che chở ở đây được rồi đó. Lần đầu tiên thì mình có món quà mình gửi cho bạn. Cảm ơn bạn. Mình cũng có quà cho bạn. Cảm ơn bạn. Bạn bây giờ bạn làm ở đây luôn hay làm ở đâu? Đúng rồi, mình làm bên Phú Nhuận. Vậy thấy cuối tuần bạn có thời gian rảnh để đi chơi với mình không? Thường ấy thì công việc của mình làm bên tiệc cưới. Mình phải làm thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà không sao, ví dụ như mà tiến tới thì sắp xếp được hết. Tính mình rất là thẳng. Nếu như bạn chấp nhận thì chấp nhận, không thì thôi, ngay lúc đầu thôi. Mình hỏi bạn vậy nha. Theo kế hoạch của mình á, năm nay mình cưới có nghĩa là trong vòng 3 tháng hoặc là 5 năm sau mình cưới. Nếu như quen nhau thì bạn chấp nhận không? Mình cảm thấy bạn nói vậy hình như bạn đang tính cái đường dài của mình rất là nhiều. Đúng rồi, tại vì mình tới đây là mình cũng xác định là mình tính đường dài mà. Nhưng mà thôi mình tính đường ngắn đi. Tối nay bạn rảnh không? Tới ngay. Bạn rảnh thì mình cái thằng này nó trả lời bực ghê luôn ta. Không có yes no mà nó cứ tầm đi lòng vòng không, mình tức chết. Trời ơi trời. Tối nay có thích đi nhậu với mình không?
ai trả tiền? Trời ơi, ai trả tiền? Tiền thì mai trả. Tối nay hai đứa đi nhậu đi, chị với anh Huyền Linh trả tiền. Không, nói thật chứ, đi ăn thì mình sẽ trả tiền. Tính mình á, là ban đầu chưa quen á, thì tiền ai nấy xài. Mà sau khi quen á, thì mình chi tiêu phải cho tiết kiệm hợp lý. Ví dụ mình thương một người á, là mình phải lo lắng giùm cho người ta nữa. Chứ mình không thuộc dạng phụ nữ là xài phung phí. Nên bạn an tâm phần đó. Thôi, hết giờ rồi đó, hiểu rồi đó. Chúng ta sẽ có 3 khắc đếm. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3. Bạn đừng có nói tôi, tại vì bạn thích tối nay đi nhậu nên bạn đồng ý chọn bạn trai bên kia nha. Vì không phải, tại vì khi mà quyết định tới chương trình này là bất cứ trường hợp gì em cũng bấm nút. Lý do? Tại vì em là một người dễ thương mà, luôn welcome tất cả mọi người. MC đứng hình. Tôi đứng hình luôn. Còn bạn trai, tại sao bạn lại đồng ý chọn bạn gái? Bạn ấy rất là dễ thương à. Nói chung hai bạn này rất là hợp nhau ở chỗ mỗi người đeo mắt kiến giống nhau. Đừng có chuyện lớn. Thôi sao, cảm ơn hai bạn rất là nhiều và chúc hai bạn có những trải nghiệm thật là thú vị trong cái con đường tìm hiểu lẫn nhau. À, và bây giờ thì hai bạn có thể nắm tay nhau. Rồi, và chúng ta sẽ... Mắt hiền bây giờ hơi to xíu. Trời ơi, mắt hiền quá. Ôi, mắt như con chim bồ câu gì đó. Khi mà con bị căng thẳng hay hồi hộp á, thì con sẽ bị run và bị đổ mồ hôi. Khi mà con thích cái gì đó hoặc là con ghét cái gì đó, người ta nhìn của con là người ta biết ngay. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, con xin chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn nữ kế bên. Con tên là Huỳnh Trần Trấn Thông, năm nay con 24 tuổi, thì quê con ở Bạc Liêu, sinh sống và làm việc tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Con làm gì Trấn Thông? Con đang làm chuyên viên kinh doanh bất động sản ạ. Rồi, mà con, mình giới thiệu đi con. Dạ, con chào cô Hồng Vân ạ. Chào chú Huyền Linh, anh bên cạnh và tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại chương trình hôm nay ạ. Con tên là Lê Thị Trang, con 24 tuổi, con đang là dược sĩ tại hệ thống nhà thuốc Pharma City ạ, ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Con đang sống ở quận 9, quê con thì ở An Giang. Con lớn lên ở Đồng Nai. Trời, ở tùm lum hết trơn nó rồi. Ở tùm lum hết trơn á. Quê thì An ở Giang, An Giang rồi. Sinh thì ở Đồng Nai mà là... đang sống ở quận 9 nhưng mà làm việc ở bán quận Thủ Đức. Đức thành phố nha, bây giờ là thành phố Thủ Đức rồi. Điểm mạnh điểm yếu của con là gì con gái? Dạ, điểm mạnh của con là con vui khỏe, hòa đồng, con có trí nhớ cũng tương đối tốt. Bán thuốc mà không nhớ, bán bậy mà. Bán lộn chắc chắc. Lại con thích tham gia các hoạt động xã hội. Có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu con là con cầu toàn với lại vụng về xíu nên dẫn đến là hơi chậm chạp, con cũng ít tài lẻ. Ít tài lẻ thôi. Được rồi, con bán thuốc là ngon rồi. Tài thôi. Tài lẻ chi nhiều quá mệt lắm. Rồi con trai. Dạ thì con có những cái điểm mạnh là vui vẻ và hài hước. Con còn biết nấu ăn và có thêm một chút văn nghệ trong đó. Bán bất động sản mà nói hay người ta mới mua nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Đôi khi phải hát này kia ha. Thì về nhược điểm của con á, thì con là một người nóng tính. Khi mà con bị căng thẳng hay hồi hộp á, thì con sẽ bị run và bị đổ mồ hôi. Khi mà con thích cái gì đó hoặc là con ghét cái gì đó, người ta nhìn của con là người ta biết ngay. Đó là một điểm yếu của con. Chú Linh cũng vậy đó, chú Linh cũng vậy đó con. Cái đó không phải điểm yếu đâu. Không thích cái gì là cái mặt đồ đóng. Không tới mức đó chú. Thú tới mức đó luôn hả con? Cái đó là trực tính mà ha, đâu có phải là không thích đâu có gì phải là mình thấy điểm yếu đâu. Vậy đó. Dạ. Ôi, con có mấy mối tình rồi? Dạ thì con cũng đã trải qua 2 mối tình. Thì cái mối mà gần đây nhất thì con chia tay được hơn 1 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Chưa có chung tiếng nói được đó chú. Rồi thêm vấn đề tôn giáo. Mời nhà gái. Con mấy mối tình rồi con? Dạ con chỉ có mối tình đơn phương đó, lớp 12. Không có nói ra, ngoài ra không có mối tình nào hết. À vậy đó hả?
Người đó không bao giờ biết là con yêu người đó luôn á. Dạ. Ừ. Sao con không dám nói hả con? Tại vì con nghĩ là chắc u vơ thôi. Không, con tưởng tượng cái bạn bên rào á là có giống như là trong cái hình dung của con không? Ừ, người đó cao khoảng 1m67. Được. Rồi. Gì nữa? Gì nữa nè? Không có bụng bự. Ừ, để đi cô qua cô ngó nghe. Con người cái bụng bự thôi. Được. Dạ, con chào cô. Ngon ngon. Ừ. Không có bụng bự, thậm chí yên tâm, bụng bự là người kế bên thôi nha, về phía tay mặt nha con nha. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Không sao cả. Cho cô hỏi anh đó có hay nhăn mặt không cô? Con không thích người nhăn mặt. Không á, mặt này nhăn chắc cũng không có nhăn nổi đâu. Con không thích hút thuốc. Con hút thuốc không? Dạ dạ không cô. Ờ không. Dạ. Mắt hiền bây giờ hơi to xíu. Mắt hiền và hơi to xíu rồi quay nhìn cô coi nè. Trời ơi, mắt hiền quá. Ôi, mắt như con chim bồ câu gì đó. Được không nè? Dạ được rồi. Con thích giống ai? Dạ con thích giống như ca sĩ Đan Trường. Đan Trường hả? Được, dạ. Để cô coi, mốt để tóc hai mái nha. Dạ, dạ. Con để tóc hai mái là ra Đan Trường liền luôn. Hôm nha. Giống Đan Trường ở đang ngồi á. Dạ. Giống đang ngồi. Còn đàn trai con muốn đàn gái như thế nào? Tiên là về ngoại hình thì bạn ấy cao trên 1m50 là được. Rồi. Dạ, thì nhỏ nhỏ người, tóc ngang vai, dạ, điềm tĩnh một chút, biết chăm sóc cho bản thân của mình. Bạn này không những điềm tĩnh mà rất là bình tĩnh để bán thuốc. Không chỉ có chăm sóc sức khỏe cho cô ấy mà còn chăm sóc sức khỏe cho nhiều người khác. Dạ vậy rồi, quá được, quá tuyệt vời. Quá ngon rồi, nhà gái tôi là kèo trên luôn rồi đó. Thử tôi cho tôi xem đàn gái. Dạ chú. Trời ơi, trẻ trung sôi động, xinh, cười tươi ha. Ừ, mặt rất tươi, tại vì nó ghét này mặt. Này mà ai đứng nhăn... đau bụng, tôi bán gì thuốc đau bụng, nhìn thấy cười mình cười luôn, quên đau bụng luôn. Đại khái vậy đó ha. Được rồi. Vậy mình hỏi ý kiến người thân. Đúng đi rồi. Con đi với ai vậy? Dạ con đi với ba mẹ con. À. Rồi, chào xin mời, xin mời nhà gái. Hôm nay đi cùng con gái là Trang. Dạ. Tôi là ba đó. Dạ. Dạ. Giờ ba của Trang thấy con rể tương lai của mình, dạ, thấy cậu ở đây được không? Có được gì không, được gì không? Trước mắt thì nhìn thấy cũng ok đó. Thì cũng hy vọng là hai cháu nó tìm hiểu nhau nhiều hơn để mà nó được gần gũi nhau thì càng tốt. Con đi với ai? Dạ con đi với cha mẹ con. À, cũng với cha mẹ luôn. À, chào nhà trai, xin mời đại diện nhà trai ạ. À. Dạ xin chào MC Quyền Linh, MC Hồng Vân. Dạ. Dạ xin chào quý vị khán giả trong trường quay bữa nay. Thấy cháu gái bên đây thấy cũng được, hai đứa cơ hội bấm nút đi rồi tìm hiểu nhau, nếu mà được thì mình tiến tới xa hơn nữa. Dạ. Dạ. Giờ nhà mình cảm ơn chương trình. Nhà mình ở đâu vậy cô? Nhà ở Bạc Liêu á. Từ Bạc Liêu lên đây luôn á hả? Dạ. Wow. Trời đất ơi. Cũng không có bỏ công anh chị lên đây. Đúng là rồi. Tại dạ, vì bữa nay là cũng có gia đình bên đàn gái, cả cha mẹ đi đến hỗ trợ tinh thần dạ, cho con. Dạ. Thấy anh chị bên đây à, đứng lên gặp đàn gái cái. Đúng hai rồi đó. Bắt tay nhau cái đi. Trò chuyện à, cái đi. Ừ. Đó, Bạc Liêu với lại Đồng Nai à. Đó. À. Rồi anh Xui nói vài câu gì với Xui tương lai đi. Hôm nay chương trình này á, là mình cũng rất mừng có cái duyên. Nhưng mà cái nợ tôi nó chưa biết ra sao. Dạ. Bây giờ mình bổn phận làm cha mẹ, bây giờ chỉ kết nối cho hai đứa thôi. Nếu mà có duyên thì mình tiến tới xa hơn. Tụi em thì cũng vậy, cũng mong muốn cho con mình nó có đôi có bạn, có một cái tình yêu mà nó vừa ý nhất. Cũng mong muốn điều đó nó sẽ đến với hai con của mình. Rồi, hai bên bắt tay cho một cái nào. Rồi, khỏe luôn. Khỏe. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn hai gia đình Xui tương lai ha. Bây giờ hai bên cha mẹ đã gặp nhau rồi đó. Rồi hai nhỏ coi gặp nhau đi. Được cái bàn tính được cái sẵn cha mẹ đây tính luôn nha. Rồi, mở rào. Chào. À, chào em. Em muốn rồi. Em mở ra đi đó. Em mở ra đi. À, cái này là nến thơm. Thì ý nghĩa của nó là anh hy vọng ngọn nến này sẽ thắp lên cái tình yêu của tụi mình trong tương lai. Còn cái này là em tặng anh là thuốc để trị Covid. Em nói giỡn. Cái này là... cái này là... Dạ chưa. Chưa sao thuốc tặng Covid con? Dạ cái này nó là trong quá trình có thể trị được
đây là xê sủi ạ. À, nó sẽ giúp mình tăng sức đề kháng. Trời ơi, là chú hồng. Và có thể phòng được rồi chứ. Còn thuốc trị Covid thì sẽ có thôi trong tương lai ạ. Trời, vậy thì được nha con. Có vợ là dược sĩ sướng ghê luôn á. Dạ, con chịu chứng gì là mình chỉ cần điện thoại mình hỏi thăm dược thôi. Dược sĩ là gái, con có thuốc bớt nóng không? Dạ không, cái đó con từ từ con kìm lại được, không cần thuốc đâu chú. Cái đó chắc con xử được. Ừ, con xử nha. Rồi dược sĩ mà tìm cái thuốc bớt nóng cho nó nha. Dạ rồi. Hai đứa về ghế ngồi nói chuyện đi đó. Em thấy anh như thế nào? Thấy anh giống đàn chuồng không? Dạ, khoảng 80%. Tao hát bài có giống đàn trường không? Nếu chiều nay không có em, ai sẽ đưa anh về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi? Hãy nói một lời, có phải em giận anh? Có phải em giận anh? Dạ, em thấy anh hát thì sao? Dạ, anh hát được. À, con hát lại đi con. Em sẽ hát đoạn trong bài anh hát của anh. Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu anh, cùng anh đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời em muốn nói. Vì anh luôn đẹp nhất khi anh cười, vì anh luôn là tia nắng trong em không xa rời. Rồi, hai đứa về bữa nào giận nhau đứng hát gì hết giận nè. Nếu mà mình tiến xa hơn á là mình ở đâu hai đứa tính coi. Nếu mà em về Bạc Liêu á thì em có đồng ý không? Em thì cũng dễ, nhưng mà có điều em hơi bụng bề xíu, không biết đâu. Mà làm dâu giờ rất tốt nha con nha. Làm dâu có ba mẹ, giữ mấy đứa nhỏ. Mẹ anh dễ lắm. Ừ, thậm chí làm dâu giờ ba mẹ, mẹ chồng phải nấu cơm nấu nước cho con dâu nè. Làm dâu khỏe re con ơi, không phải như ngày xưa đâu. Trời ơi, ông Linh ông nói gì tôi ham ghê luôn á. Thiệt, tôi gả con trai tôi qua bên gia đình ông. Lo hết luôn á. Vâng, có thằng trai, chưa có vợ. Trời ơi, tên ấy. Tôi thương con rể lắm á nha. Đừng có lo, tôi lo hết à. Thành ra đừng có sợ con. Nói chuyện về quê vậy thôi chứ. Quê gì? Ở thành phố Bạc Liêu mà quê gì? Mẹ nghĩ nghề của anh thì chắc là thích hợp ở thành phố hơn đúng không? Đúng rồi, thì đúng ở đây nó phát triển nó dễ hơn. Đừng có nghĩ xa quá. Sau này tùy cơ ứng biến thôi. Quan trọng là tụi con có yêu thương nhau hay không thôi. Điều đó mới là quan trọng nhất. Em trai bước tới, nắm hai tay em gái, nhìn thẳng vô mắt em ấy, và có 30 giây nói tất cả những gì mà mình suy nghĩ về bạn gái đối diện. Và bạn gái cũng vậy nha. Suy nghĩ đi. Lúc này là lúc ta phải nói thật với nhau nè. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Thật ra thì nếu được thì tụi mình cũng cho nhau một cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau. Nếu mà tiến xa hơn được nữa thì tốt hơn. Tim anh nãy giờ nó kêu là bấm nút đi. Em thấy anh đúng như người mẫu người của em. Em nghĩ là chúng ta sẽ cho nhau cơ hội. Trái tim con nó có biểu giống như trái tim của anh không? Dạ cũng. Bấm nút đi. Dạ có. Rồi, vậy thôi về bấm thôi. Rồi, còn chờ đợi gì nữa, về bấm thôi con. Chị ấy ngồi. Hãy để tay mình nút bấm phía sau lưng á. Rồi, bây giờ khỏi cần phân tích gì nữa, giờ đếm luôn nè. Bấm là bấm nè nha. 1, 2, 3. Hết thời gian. Cạch cạch luôn á. Chúc mừng hai đứa. Cạch luôn. Để tay, nắm tay vào đi. Đó, chính thức mình hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ mình xin phép đàn gái. Dạ, con chào hai bác. Hôm nay cho con xin phép được hẹn hò cùng với em Trang. Nếu mà hợp với nhau thì tụi con sẽ tiến tới. Bây giờ mẹ cũng nói thật với hai con. Bây giờ nhà mẹ thì cái gì cũng có hết trơn, chỉ thiếu của con dâu thôi đó. Nếu mà đồng ý thì mẹ tiến tới liền. Và hứa gì đi. Mẹ dễ thương quá trời đó, hứa gì đi. Dạ, con chào hai bác. Con xin phép hai bác cho con với anh Hồng quen nhau. Nếu mà
được thì hai đứa con sẽ tiến xa hơn và làm dâu của hai bác. Trời ơi đẹp. Còn Nghiệp hai đứa nhỏ đó, hung để luôn. Sống răng lòng đầu bây giờ là gieo nợ trước, hung một cái ngay gò má liền. Con xin hai bác cho con sống được. Mà làm việc theo phiến pháp và pháp luật. Dạ. Dạ cho con được hôn em Trang. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Với hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ. Quá trời luôn. Cái cưng dễ sợ không? Đó, qua đây chào nào. Đó. Rồi qua đó, đây chào. Này chào ba mẹ em đây nữa. Bạc Liêu nữa kìa. Đó. Đó. Cầu mong tất cả mọi điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất sẽ đến với cặp đôi ngày hôm nay. Đúng rồi, và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ nhì. Lớp vô đây, đăng ký hẹn hò ngay. Buôn bán ở nhà có tạp hóa, có gara, rửa xe với bảo trì xe hơi á. Có một cháu là bây giờ học lớp 10 rồi. Về ly gì là cũng hơn 3 năm nữa rồi. Em quyết tâm làm chuyện gì thì em sẽ làm tới nơi tới chốn. Em nấu ăn cũng được, cũng giỏi, dễ hòa đồng. Em thì ly hôn nay cũng khoảng 12-13 năm. Em được hai đứa con gái. Đứa lớn thì 24 tuổi, đứa nhỏ 21 tuổi. Rồi, xin mời nha gái. Mời nhà trai. Rồi mời anh ngồi. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Ngô Thị Kim Nguyễn, năm nay 44 tuổi. Em hiện tại công tác và làm việc ở công ty Mai Linh. Em là nhân viên lái xe của Mai Linh. Em lái xe luôn hả? Dạ. Chị là Ngô Đặng Học Dân. Đó, chị em mình cùng họ. Nguyễn hả? Họ Ngô ít lắm á. Nguyễn Bước dạ. Hả em? Dạ. Và cho em gửi lời chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và những người ngồi trong trường quay ngày hôm nay. Em đang sống ở thành phố hả? Dạ, em đang sống ở Mỹ Tho luôn chị. Mỹ Tho? Thành dạ. Phố Mỹ Tho hả? Tiền Giang. Dạ. Tiền Giang. Là quê mình đó luôn hả? Dạ, quê cùng anh luôn á. Rồi, mời nhà trai. Dạ, chào ông Mai Quyền Linh với bà Mai Hồng Vân. Dạ, em chào. Rồi chào bên nhà gái với bạn gái bên kia. Tên bên nhà trai là Nguyễn Văn Danh, 55 tuổi rồi. Anh là nhà ở đâu? Là nhà ở Vũng Tàu. Anh làm công việc gì? Thì buôn bán ở nhà, có tạp hóa, có gara, rửa xe với bảo trì xe hơi á. Nhưng mà sau này khỏe rồi thì có đi vào bên bảo vệ Nam Trung Bắc làm bảo vệ. À, mình nói một chút xíu về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi em. Dạ, điểm mạnh của em thì được con cái là em quyết tâm làm chuyện gì thì em sẽ làm tới nơi tới chốn. Dạ, rồi em nấu ăn cũng được, cũng giỏi, dễ hòa đồng. Còn điểm yếu của em là nóng tính có, với em có cái cá tính hơi nam tính bộc trực tí xíu. Thành ra nó hơi, dạ, cá tính mạnh phụ nữ thì thành ra nó hơi cũng là cái dở. Em lái xe lâu chưa? Em lái xe được tháng 3 này là 6 năm rồi chị. Ờ, vậy hả? Dạ. Thì trước đó là mình làm gì? Dạ, trước đó thì em ở nhà, em nội trợ,
Dạ, rồi sau đó cũng như là ở nhà mình có xe. Rồi cái mình lấy bằng lái hồi xưa, em lấy bằng lái nay mười mấy năm rồi. Dạ. Tức là khi... giờ em cứ đi lái xe đâu cũng chạy, có khách là chạy đúng không? Dạ, anh Quyền Linh mà nói em chở về quê Tiền Giang là em lên em rước liền. À, anh trai, tức là nhà anh có gara sửa xe nè này kia, rồi sao mình còn đi làm bảo vệ chi cho nó? Tại vì như này ở nhà thì làm thì thấy nó cũng buồn, làm bên cái này thì lại chủ yếu ban đêm là chính, được đi đúng không, được đi đây đi đó nè. Dạ, rồi sắp xếp công việc gặp gỡ anh em này nó giao tiếp cho cái thần kinh nó thoáng ra chút. À, tại vì có kinh tế là nhà cũng ổn định rồi ha, ổn định tại gara mướn người làm. Rồi còn có rồi, kinh doanh gì nữa không anh? Nhà có gì? Có phòng trọ được nhiêu phòng anh? 15 phòng. Nói chung là đi làm bảo vệ cho vui thôi, thư giãn ra thôi. Tại vì bị sổ sửa quá nè. Dạ. Sổ sửa anh là đường tình duyên anh sao anh? Đường tình duyên là như thế này, là có một cháu là bây giờ học lớp 10 rồi, rồi ly dị là cũng hơn 3 năm nữa rồi. Đó là bởi vì cái lúc mà bị bệnh sản thần á, mẹ của con bé ở ngoài đó là kiểu đi nuôi rồi kiểu buồn quá, gặp một cái đối tượng khác á. Cái đầu tâm sự xong cái kiểu là nghe lời bên kia hơn, cái người nhà phát hiện được, cái sau về cũng có nói khuyên bàn nhưng mà thấy không được thì thôi, với người ta cứ nghĩ đường dài chắc mình bị yếu hay là chắc mất sớm hay nọ, ta nghĩ vậy. Anh là tức là một đứa con gái thôi hả? Đứa con trai. Bây giờ nó vẫn ở với anh? Không, ở với mẹ nó. Rồi tại... phòng trọ này kia với lại tiệm rửa xe còn này. Có bà già với có con em út ở nhà nữa. Rồi đó là sơ ý lý lịch thích ngang của nhà trai đó, đường tình duyên vậy đó, còn nhà gái sao nè? Dạ, em thì ly hôn nay cũng khoảng 12-13 năm, em được hai đứa con gái. Đứa lớn thì 24 tuổi, đứa nhỏ 21 tuổi. Chung quy là em gả hết rồi. Giờ mình ở với ai? Bây giờ thì em cũng ở chung với gia đình, ba mẹ em. Vậy là hai người đang trống vắng. Em chào anh. Dạ chào. Sao phải quàng khăn vậy anh? Lạnh hả? Dạ không, thì cho nó đúng theo cái tuổi tác mà. Già rồi, rồi có chiếc khăn. Chiếc khăn gió ấm hả? Dạ. Hôm nay đối tượng bên đây sẽ là chiếc khăn cho dạ, anh. Trẻ nó đi để cho mẹ còn kiếm tương lai, nhưng mà đây bây giờ đi để cho mẹ kiếm hậu vận thôi. Đó, chứ giờ ở nhà mẹ cũng một mình thì mình cũng đơn chiếc nữa. Người ta nói là đi người ta đi biển có đôi, còn đây mình đi hỏi vợ là đơn côi một mình. Mẹ rất là thích đi, rồi hay coi chương trình Không Bỏ Một Cái Nào Hết, nhưng mà bị bệnh tim á. Chứ ở nhà là toàn là cứ coi đi coi lại cái đó thôi, cứ mở tivi cho con. Dạ, bây giờ anh mong muốn cái người vợ của anh đi cùng anh đoạn đường. Bây giờ như thế này cũng lớn tuổi hết rồi, chứ không phải nằm trong cái tuổi mà để mà bồng bột hay là không suy nghĩ chín chắn gì mà buôn ba hay là còn núi này trong núi nọ. Còn bây giờ đây là nói thật ra là chỉ cần một người để hôm sớm chắc dừng nhau. Nếu ví dụ như là đổi gió trở trời hoặc là cái bình hoàn gì đó nó đến nó để giúp đỡ đỡ nhau. Chứ còn mà nếu mà cứ thay đổi hay là này nọ thì cũng thì thôi thà sống vậy ha. Còn đây bây giờ ý muốn là tại vì kiếm một người để cho có, còn đi lại trong cái thời đang còn này thì cho nó thư giãn cái bình nhau một chút này. Đâu có kén chọn để làm gì hoặc là vì đâu có chỉ ba nhau được rồi. Dạ đúng rồi. Chỉ biết rằng là chấp nhận mình đã một lần rồi nha, đó là một lần ngã là một lần bước dài. Bây giờ tập trung vào để cho cái quãng đời còn lại này, chứ còn không phải như tuổi trẻ mà đi đòi này đòi kia hoặc là hẹn hò cho dài thời gian ra. À, đúng rồi. Đó. Rồi, để em hỏi bên nhà gái nha, hỏi bạn nữ nha. Em thấy sao nè? Nãy giờ nghe cái tâm sự sẻ chia của ảnh em thấy sao nè? Dạ, theo như lời ảnh tâm sự thì em cũng đồng tình và đồng quan điểm một phần nào đó. Dạ. Còn em chỉ nghe anh nói là hiện tại sống với mẹ thì em không ngại gì hết, nhưng mà em chỉ sợ sống trong gia đình ví dụ như có một vấn đề gì đó xảy ra quan trọng, anh bên kia sẽ ứng xử như thế nào. Ví dụ em với mẹ không quan trọng là người ai đúng ai sai, nhưng mà quan trọng anh ở chính giữa anh xử lý như thế nào. Rồi, thôi chút mình gặp mình hỏi anh luôn. Dạ. Ừ, em đi với ai vậy? Dạ em đi với có một chị đồng nghiệp cũng lái xe bên Mê Linh chung với em luôn. Chào MC Quyền Linh. Chào chị. Chào MC Hồng Vân. Chào em. Chào chị. Mình là bạn đồng nghiệp với em Nguyện. Em nó cũng được thôi chồng, nuôi hai đứa con. Bây giờ thì cũng gả hết rồi. Bây giờ nó không có trẻ lắm mà nó cũng chưa già lắm, để cho em mình kiếm thêm một mối tình. Theo nhận xét bên đây thì thấy anh này cũng được. Mỗi người có một cái hoàn cảnh ha, thì cũng mong cho chuyện nó sẽ dài ra,
nhiều khi già mình cũng còn ăn được cái đám cưới nữa. Xin cảm chương trình. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Thôi bây giờ mình mở rào đi cho hai bên gặp mặt ha. Đúng rồi. Rồi anh trai với gái trò chuyện rồi mình quyết định nha. Mở rào. Rồi bắt đầu. Mời anh. Có quà tặng. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng. Tại vì đáng lý là có bông, nhưng mà vì mình cũng lớn rồi không có bông hoa gì nữa ha. Dạ. Mở quà cho nó thiết thực. Dạ, em mở ra xem anh tặng em gì nè. Rồi để cho vợ đây. Cái này là dầu thơm. Đôi già mình thì có quàng cho cái khăn để cho nó hợp lệ với nhau ha. Bây giờ cái tạm thời như vậy đi, với lại cho mượn những con tay cái đeo cái chiếc nhẫn kiểu cho vui, lúc về mỗi lần mà nhìn vào tay thì nhớ ra được rồi. Dạ, cảm ơn anh luôn vậy đó. Ngồi xuống nhanh gọn lẹ quá anh. Nhẫn vừa không vậy? Dạ vừa. Dạ vừa anh luôn. Rồi hai người trò chuyện rồi nhau bây đi. Giờ em theo cái ý nghĩ trước khi lên đây như thế nào thì em có quyền cứ nói trước. Em không biết là lần đầu tiên anh nhìn em thì cảm nhận của anh như thế nào về em thôi. Rất là cân đôi rồi. Dạ. À, cảm nhận thì bây giờ cái sự việc của em làm là công việc thì tính ra cái điểm thì quá cao rồi. Tại vì người phụ nữ mà cầm cái tay lái đó đâu phải đơn giản đâu. Quá tốt rồi. Quá khứ thì bây giờ mình bỏ đi, mình biết từ ngày hôm nay thì có thể sau này hai người mình tâm sự thì tiếp bước như thế nào đó thì có một lời để ràng buộc lại với nhau. Em chỉ có một cái vấn đề như vậy thôi. Tại vì em biết là anh đang sống với mẹ ở nhà. Cái điều đó là điều tốt chứ không phải là cái điều xấu. Nhưng cái quan trọng nhất, ví dụ như ở nhà có một cái chuyện mâu thuẫn nhỏ thôi, anh xử lý như thế nào? Bây giờ anh nói cho em nghe thế này này. Cái chuyện mà con cái trong nhà, cha mẹ nào cũng muốn cho con nên tốt đẹp hết, có đôi có bạn hết. Còn cái chuyện ở nhà em thắc mắc rồi ở với mẹ là xích mích này nọ, mẹ cái tuổi đó thì em đã biết rồi, không còn gì để mà khó khăn hay là làm dâu làm con gì nữa. Ví dụ vậy nè, trong cái việc mâu thuẫn, tại vì cái này thì tất cả các nàng dâu đều trăn trở cái việc này hết. Thì là chẳng hạn như nè, có một việc gì đó mà xảy ra cái mâu thuẫn giữa mẹ với lại bạn này, không cần biết là ai đúng hay là ai sai, nhưng trong trường hợp xảy ra chuyện đó thì anh sẽ đứng về phía ai? Không để cho đôi bên là biết được như thế nào, nhưng mà giải quyết từng bên một là thể nói riêng, mà cho được lòng bên kia, được lòng đối phương, cả hai bên luôn. Tức là anh phải dĩ hòa dĩ quyết cả đôi bên, cả đúng bên. Không? Chứ không thể nhưng nào mà bây giờ giải xin kết lời là hồi này là lời nói đầu là không suy nghĩ đến chuyện đó nữa, bởi vì bà mẹ đã 77 tuổi rồi, không có gì để mâu thuẫn cả. Không có gì để mâu thuẫn. Bạn này chỉ cần biết quan điểm của anh thôi. Chứ còn không có đó. Đó. Tức là anh sẽ dĩ hòa dĩ quý cả hai bên, anh không đứng về bên anh nào sẽ cả. Mời em chị anh qua sẽ bên nói chuyện với chị. Anh mời mẹ qua bên nói chuyện xong anh đứng giữa giống như mình nha. Mình xử lý mình nói chuyện mọi người xong rồi mình quay qua mẹ mình nói con dâu xin lỗi mẹ rồi. Nhưng mà em ngại không dám nói. Xong quay qua nói mẹ cũng ngại nói với em nhưng mẹ cũng biết rồi. Đó thôi. Nói chung là mình đứng ở giữa mình đừng cho ai biết gì hết trơn á. Xử lý nhẹ nhàng đúng không anh? Không có, em chỉ ngại nhất là sợ anh cái xử lý tự như anh Quyền Linh nói thì em đồng tình. Chỉ có lùi tới để... Anh nghĩ chuyện này dừng đây được rồi. Bởi vì là mình lớn mình đủ giải quyết chuyện đó. Bây giờ vấn đề là hẹn hò với nhau nè. Anh ở Vũng Tàu đây ở đâu? Dạ em cùng quê anh đó. Tiền Giang đó. Hẹn hò sao đó? Thì bây giờ những ngày lễ Tết rồi này nọ thì gặp nhau nhiều hơn. Còn mà bình thường thì có thể một tháng hai ba lần ví dụ tùy thế. Theo. Anh đi xe máy. Em còn công việc nữa. Anh không, đi phượt là có xe máy, có xe bốn bánh này. Bốn bánh được anh lái được không? Dạ được. Ủa sao khỏe rồi. Hồi xưa còn trẻ đi Đà Lạt là sáng đi tối về luôn á. Anh không có già đâu. Dạ. Tự động anh cứ mặc định là anh già. Anh là còn làm bảo vệ nữa. Rồi anh nhìn anh như vậy ai nói anh già, tự nhiên quàng cái khăn chi vậy anh bỏ ra đi là anh khác liền. Rồi. Đó thấy chưa, khác liền đó mọi người, thấy anh rõ ràng. Chắc anh lớn hơn. Anh lớn hơn em một tuổi. Ơ giờ chứ em giận không? Anh đừng bao giờ nhận là mình già, chứ em không bao giờ em nhận em già, em còn rất là. Đừng nói tôi già. Tôi minh mẫn già đâu. Trẻ cũng vâng, trẻ hơn 10 tuổi đó anh. Em 44 đúng không? Đó, trẻ hơn anh 11 tuổi đó. Đừng nói bây giờ nè,
Thôi bỏ qua chuyện đó, bây giờ mình tiến tới anh nắm tay cô gái chút cho cảm nhận thế nào về tình yêu á. Đây bây giờ em gái đứng dậy đi. Em gái có thể bắt nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Đây. Rồi em gái hát bài tặng đi. Dạ. Vậy thôi, nhu cầu của anh Quyền Linh chứ thật sự em hát thì không phải sở trường mà này đổn trường anh ơi, em ca dở lắm. Đấy đó. Vậy em hát bản Nhỏ ơi đi. Dạ. Đúng rồi, bài đó hay á. Dạ. Hát một câu thôi nha. Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng vàng mênh mông, thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu, ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Dạ. Anh trai phải học bài này nha, anh trai phải học bài này để nó để hát cho bạn gái nha. Vì lớn tuổi rồi với cũng không nữa lớn nữa mà phải tự tin lên ha, còn trẻ chưa có già đâu. Rồi ok, anh trai ngồi ghế đi, anh trai ngồi đây, ngồi đây đi em. Đó, hai người đủ để đưa quyết định cho riêng mình nha. Dạ. Hai bạn mà có cơ hội mà để mà làm quen nhau á thì là em phải làm sao mà cho ảnh bỏ cái suy nghĩ là lúc nào anh cũng nghĩ là ảnh là lớn tuổi rồi, ảnh già rồi, bỏ ngay cái suy nghĩ đó của ảnh. Về kiếm bài hát của nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu á, hát nha. Đừng nói tôi già, tôi có già đâu, dù tóc hai màu mặt mày vẫn cười tươi. À đấy, cho nó tự tin anh ha, yeah. Có nhiều năng lượng cuộc sống hơn anh nha. Yeah. Rồi để tay nút bấm đi anh chị. Anh thích là anh bấm luôn. Đơn giản là bây giờ mình cảm nhận được đây có thể là một người bạn có thể cùng tìm hiểu để chúng ta tiến xa hơn, ta bấm ha. Rồi anh chị đủ để có thể quyết định trái tim của mình nha. Giờ mình đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hay quá. Trời ơi, chị nghe cái tiếng cặc của em chị mừng ghê luôn á. Nói thiệt luôn. Ừ. Chính thức anh chị đã hẹn hò với nhau. Thôi mình điện thoại, mình lái xe xuống Mỹ Tho mình chơi thành phố Mỹ Tho. Này mà lái dữ luôn ông, nữa. Ông phải lái trước chứ. Thì đó, lái qua lái lại. Bây giờ xin phép nói đôi lời cho gia đình, cho bà mẹ nhà, cho bên gia đình, bên nhà gái biết là thôi bây giờ thì mình cố gắng sắp xếp cho nó đi đến sự việc để gặp lại hai ông Mai bà Mũi cho vui. Tại vì đưa thiệp mời là vui rồi. Đúng rồi, có thiệp mời vui rồi. Cảm ơn anh, chương trình. Dạ không, anh còn phải làm một thủ tục nữa là anh phải hôn vào má của cô ấy. Mẹ. Anh phải chứng tỏ bản lĩnh. Xin phép cô bạn này, rồi xin phép ở nhà gia đình. Với lại xin phép bạn Hiền đây thì kỷ niệm tình đầu tiên. Ông này có duyên lắm nè. Thôi chứ hãy cố gắng liên lạc gửi tặng hai. Vâng, em vào đây là cũng đi theo con gái lớn em. Em cũng đã lỡ một vâng, cũng đã lỡ dở một cuộc kết hôn rồi. Mối tình đầu thì còn nhỏ quá cho nên là giống như hai người chưa có đủ nghị lực để vượt qua cái khoảng cách địa lý ạ. Còn mối tình thứ hai thì sau 10 năm em cũng được mai mối và quen một thời gian thì thấy anh ấy có nhiều điều hay che giấu em á, cho nên em thấy không phù hợp. À, xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Mình sẽ giới thiệu về bản thân mình chút coi nè. Em xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Em xin chào hai họ đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tên của em là Vũ Thị Lựu. Và em còn một cái tên thứ hai, mọi người thường gọi em đó là Thu Áo Dài. Năm nay em 42 tuổi. Công việc của em là chuyên may thời trang áo dài ạ. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Giới thiệu em tên là Bùi Đăng Tứ, tên thường gọi là Tứ Diện. Năm nay 42 tuổi, quê quán ở ngoài Ninh Bình. Em vào đây được 4 ngày rồi. Dạ. Tức là quê vẫn ở Ninh Bình, em làm Ninh Bình luôn. Làm gì vậy? Em hiện tại ở nhà đang cơ sở kinh doanh một cửa hàng vật liệu xây dựng, hoàn thiện nội thất đấy. À. Và kinh doanh nhà đất. À, bây giờ mình vào đây tham gia chương trình xong mình về ngoài đó ha. Còn em gái bên kia là ở đâu nhỉ? Quê em ở Bình Phước ạ. Hiện nay em đang công tác ở đâu? Dạ hiện tại em làm tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Gái bên kia có quê quán gì, có bà con gì ở miền Bắc không em? À, dạ quê có, em còn một số người ở miền Bắc ạ. Bây giờ là mình
kẻ nam người Bắc đó nha. Em gái, nếu dạ, như bây giờ á, với tình yêu thăng hoa đó đủ lớn á, dạ, thì em có chịu theo chồng về Ninh Bình không? Dạ, nếu mà tình yêu đủ lớn và em tìm đúng được cái người mà bao nhiêu lâu nay em mong đợi thì em nghĩ là vị trí địa lý không quan trọng, quan trọng nhất là con người thôi ạ. Rồi, rồi, vậy được rồi. Thôi em nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi thôi. Dạ, điểm mạnh của em là gọn gàng, sạch sẽ, luôn sống ở một cái tinh thần lạc quan, tích cực. Đặc biệt là em giao tiếp với mọi người rất là thân thiện. Điểm yếu của em là sống thẳng thắn và hơi kỹ tính. Một chút nữa là em dễ bị xúc động. Người dễ xúc động là những người sống rất là tình cảm á. Rồi, em trai, điểm mạnh, điểm yếu thế nào nói cho nhà gái biết đi. Vâng, thưa anh với lại Quyền Linh với chị Đồng Vân và... Em sống là nội tâm nhiều, cũng tự lo được cho toàn thể gia đình được. Công việc thì là ổn định. Và em vào đây là cũng đi theo con gái lớn em. Em cũng đã lỡ một... Vâng, cũng đã lỡ dở một cuộc kết hôn rồi. Vâng. Bao nhiêu năm? 17 năm. 17 năm? Vâng. Mình có mấy cháu? Em có hai cháu. Cháu gái đang học 11. Còn cháu trai? Học lớp 9. Và bây giờ hai cháu đang ở với em luôn? Vâng, đúng. Con gái em đăng ký chương trình cho em là cũng mong muốn cho bố tìm được cái một cái người phù hợp. Con gái đăng ký cho cha đó hả? Vâng. Rồi, dễ thương quá vậy. Thôi, đó là lý lịch trích ngang của bên đây, còn bên nhà gái sao? Dạ, đó giờ em có hai mối tình. Mối tình đầu thì còn nhỏ quá cho nên là giống như hai người chưa có đủ nghị lực để vượt qua cái khoảng cách địa lý ạ. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì sau 10 năm em cũng được mai mối và quen một thời gian thì thấy anh ấy có nhiều điều hay che giấu em á. Cho nên em thấy không phù hợp, em cần một sự nghiêm túc và chân thành. Cách đây cũng 8 năm rồi. Chào em chào anh đẹp. Dạ, nãy giờ em nghe câu chuyện bên đây rồi. Dạ, có hai người con rồi, em cảm giác thế nào? Có lẽ là mỗi người có một cái duyên nợ, ai cũng mong muốn cuộc sống mình hạnh phúc hết, nhưng mà ví dụ nó không trọn vẹn thì không sao, miễn là người đó luôn có ý chí cầu tiến và có nghị lực sống và hướng tới tương lai thì em nghĩ là không vấn đề gì. Dạ, thì là được rồi. Em có mong muốn cái người chồng của mình á phải đẹp trai không? Dạ không ạ. Người đàn ông mà em thích là một người điềm tĩnh, tự tin, sống có trách nhiệm, yêu gia đình. Rồi, ok. Em không thích điều gì đàn ông? Đừng có cọc cằn, thô thiển, gia trưởng. Cái gì cũng biết là được, đừng ghiền. Không ghiền vợ được. Em phải ghiền vợ chứ em... Ừ. Hai em trai, em mong muốn một người phụ nữ sẽ cùng em hết cuộc đời còn lại như thế nào? Thì cũng mong muốn do có chương trình thì mình tìm được đúng người của mình, chân thành. Đối với gia đình, cá nhân em thì cũng muốn người để tìm được người để sống đến với nhau, được sống đến được đến đầu bạc và đến còn cuối đời còn lại của mình để dành cho nhau. Cũng mong muốn là hiểu được hoàn cảnh của em và chia sẻ cùng em trong cái cuộc sống thôi. Còn về công việc thì là em khẳng định là em tự em sắp xếp lo được. Con gái đăng ký cho bố nữa đó. Dạ. Nó được về Ninh Bình sống nha. Con hả? Ôi xinh xắn và lớn. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con tên Huyền Trang. Năm nay con 17 tuổi á. Con đăng ký cho bố đi tìm vợ vậy con? Là do là ở nhà thì con với em con thì suốt ngày đi học, lại con thấy bố cũng vất vả, con muốn đăng ký cho bố để tìm được người có thể tâm đầu ý hợp và chia sẻ mọi công việc với bố để bố có thể bớt vất vả đi ạ. Mấy hôm nay nôn nao không con? Có, con cũng thức đêm, con không ngủ được vì bố. Con thấy cô này thế nào? Con thấy cô cũng xinh, thấy cũng rất là hiền lành và dễ thương ạ. Sắc chứ sao luôn. Xinh xắn ha. Cô về sống chung với con thì con có yêu cầu gì cô không? Dạ, nếu như mà cô về chung sống với gia đình con thì con cũng không yêu cầu gì nhiều ạ. Con chỉ cần một người luôn lo lắng và luôn chia sẻ cùng với bố, yêu thương chúng con là được ạ. Lại chúng con cũng lớn, cũng tự lo cho bản thân mình được nên là cũng không lo gì cho chúng con là nhiều ạ. Chỉ cần lo cho bố thôi ha. Thôi, đó thiệt tình, dễ thương quá trời luôn. Còn kia là gì? Bên kia là bạn. Em xin phép được chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, xin chào khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Thắng, em sinh sống ở Ninh Bình. Em là bạn của anh Tứ Diện ạ. Chị Thu là một người rất là duyên dáng, dễ thương, hiền lành, phúc hậu.
Thì qua đây thì em cũng mong là giữa hai anh chị có một cái cơ hội cho nhau để về đoàn kết, đoàn tụ và hạnh phúc. Thu đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với bác em và vợ chồng của em trai em và các người bạn rất là thân thương của em ạ. Xin kính chào hai MC, tất cả các quý vị ở khán phòng. Tôi là bác của cháu Liệu. Bác thấy thì cũng nói cháu đi ha. Chững chạc, nhìn hiền lành. Thì bác cũng chấm rồi đó. Bác cũng chấm rồi. Nhưng mà em có chấp nhận một người đàn ông đã có gia đình không? Em nghĩ là con người giữa hai người có tình cảm yêu thương nhau, gắn kết và vun đắp hạnh phúc là được. Còn đương nhiên là ở tuổi em thì để mong đợi một người độc thân như em thì chắc là rất hiếm. Đúng rồi. Và tuổi xuân của em thì cũng nói chung là tuổi trẻ nó cũng đã qua rồi. Không, em còn trẻ lắm á. Yên tâm. Thôi, mới mở rào. Mở rào đi, hai người tự cảm nhận nha, mở rào. Bây giờ chúng ta cảm nhận xung quanh không có ai đi. Đây là khoảng không gian của hai bạn đó. Bắt đầu. Chào Thu. Chào Thu. Chào anh. Tiến tới đi. Chắc đứng hình luôn rồi, đứng hình luôn rồi. Chị nhìn rất kỹ. Em đến chương trình thôi thì trước hết có món quà. Thì cũng mong bạn tặng nhân ngày gặp mặt đầu tiên. Dạ, em cảm ơn anh. Trước khi lên chương trình đó, thì em cũng có mơ ước là người đàn ông ấy sẽ tặng em một bó hoa màu tươi, đúng là như ý nguyện. Nhưng mà chắc số bông thì nó chưa được như vậy thôi. Nhưng mà màu hoa hồng thì đúng như ý em mong muốn. Rất là cảm ơn anh. Thực sự là mình cũng đi hết cuộn nhất để mình tìm. Dạ. Mình chọn được mỗi hồng này là hồng ta thôi. Lấy 19 bông cho đủ ý nghĩa. Bản thân mình thì mình cũng đặt tâm nguyện vào bông hồng này. Dạ. Nhất thứ hai là mình cũng có món quà thứ hai mong bạn nhận cho, là cái buổi gặp mặt đầu tiên. Anh cho em mình. Đi sao lại bạn vào đấy? Có quà thứ hai nữa hả? Có quà thứ hai nữa kìa. Trời ơi. Bạn quá chân thành à. Không biết là mở chỗ nào nữa. Đầy đủ luôn á. Trời ơi, nhẫn nữa. Chị ơi, mở chỗ nào nha, chị mở giúp em. Ôi giời ơi, chết rồi. Con ơi, con giúp bố đi, nhanh đi, phấn khởi. Đấy. Ừ, con vào đây. Giúp bố đi con. Trời ơi. Công việc của mình đang làm. Mà coi như là chương trình đã ghi nhận lại nhé, cả nước đều thấy rồi nhé con nhé. Nhìn cái hình ảnh này xúc động lắm nha, trong mỗi gia đình chúng ta đó. Còn thấy hình ảnh này xúc động lắm á. Tôi mà là con gái là tôi rụng tim nãy giờ rồi đó. Rồi, cảm ơn con gái. Rồi, cảm ơn gái nha. Cảm ơn con gái. Tôi gặp bạn ấy là hữu duyên thì cũng mong bạn cho mình theo vào. Để chúng mình còn gặp nhau còn tiếp theo nữa. Ôi hột to quá Linh ạ, à. Chết dở. Em có một món quà tặng anh ạ. Cảm xúc bây giờ anh muốn cảm xúc của Thu thế nào, Thu nói với. Cái cảm xúc khi được nhận quà, đúng là đây là lần đầu tiên mà em được nhận một món quà giá trị như vậy. Xin cảm ơn. Thôi. Và cái món quà này là một cái áo sơ mi là do chính tay em làm. Trong này có một tấm thiệp, em có ghi vài câu thơ ạ. Nếu chẳng phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau, thì Thượng Đế ơi đừng bắt con lầm tưởng. Bởi con biết khổ đau hay sung sướng là đúng sai khi nhận nửa của mình. Em đến đây mang hết tâm tình, nhờ mai mối nối tình anh đâu đó, để từ nay ta không tìm nhau nữa, về bên nhau cho hạnh phúc đong đầy. Cảm ơn em. Rồi cái áo thử em sao? Mở ra đi Thu. Dạ, áo sơ mi trắng. Ghê chưa? Ba mấy? Rồi đây em cũng không biết là anh mập hay ốm. Rồi, anh cảm ơn rồi. Anh có thể cho em hỏi anh một câu được không ạ? Theo anh, trong hôn nhân, điều mà cả hai cần dành cho nhau là gì ạ? Cái thứ nhất dành cho nhau là phải có từ chung thủy và phải biết nhẫn nhịn lẫn nhau. Thế thôi. Còn là trong cuộc sống hạnh phúc trong gia đình thì mình chỉ cần bốn chữ là ấm no hạnh phúc, thế là đủ lắm rồi. Anh có ghiền gì không ạ? Ví dụ như thuốc lá hay là rượu, bia? Thuốc là mình không hút rồi. Dạ. Còn rượu thì mỗi lần đi giao tiếp với lại khách hàng đấy thì mình cũng có uống 1-2 ly thôi. Dạ. Đấy, bia thì chắc uống được độ 1 cốc, thấy không? Anh có điều gì muốn hỏi em không? Mình... Cậu sinh năm 79 nhỉ? Dạ. Sao lại cậu với tớ rồi? Nếu mà chúng ta có cái duyên về một nhà thì bao lâu anh có thể cho em về thăm ba mẹ một lần? Cái công việc của mình là công việc tự do rồi, chứ không có phụ thuộc trong cái công việc giờ hành chính của nhà nước.
Dạ. Nên là mình sắp xếp công việc của gia đình mình ổn định là mình có thể thăm bất cứ lúc nào thôi. Dạ. Rồi. Cái câu mà chồng mà bao giờ cho vợ về thăm gia đình lần nó xưa lắm rồi. Bây giờ thời hiện đại rồi, đi máy bay rất là nhanh. Thì anh nghĩ rằng cái chuyện mà đi về thăm gia đình nó không khó đâu. Không phải như ngày xưa mà chỉ có mỗi phải cái là 1 năm, 2, 3 năm mới cho về thăm gia đình. Anh muốn hỏi em rằng là bây giờ thì chúng mình gặp nhau ở đây là hữu duyên. Nhưng mà giữa khoảng cách mình là ở ngoài Bắc và em lại ở trong Nam trong này, cũng đang hơi phân vân về cái vấn đề rằng là em về ngoài đấy sống thì liệu em có thế nào? Anh vào sống chỗ này chắc anh không vào được, bởi vì sự nghiệp với lại công việc của anh bây giờ đang ấn định ngoài đấy cả rồi. Cuộc sống mà phía trước còn nhiều điều mới, cũng không biết chắc là như thế nào. Nhưng mà em nghĩ thì ở đâu, miễn là nơi đó công việc vẫn phát triển tốt, miễn là nơi đó có một bờ vai yêu thương, chia sẻ cùng mình là được. Chỉ là anh đừng để em mà khi mà ra làm dâu nơi xa xôi mà anh còn giống như anh để em bơ vơ, thì điều đó mới là làm em lo lắng thôi. Đúng rồi. Cô Thu này cũng hay quá trời hay rồi. Thật sự theo anh nói là Diện, bây giờ Diện bước tới đi, nắm tay Thu nào, tí xíu, nắm hai tay luôn, nắm hai tay, tay bên kia luôn, nắm hai tay nhìn thẳng vào nhau. Vì gặp được em ở đây thì anh cũng mong muốn rằng là thôi mình cứ cho nhau cơ hội. Anh cũng sống mình cũng lâu rồi, thì nay gặp được em thì anh nghĩ rằng thôi mình gặp nhau duyên đây nó là hữu duyên rồi, thì gặp được nhau ở đây thì anh cảm nhận em là cũng được, nên là anh được là được như thế nào, anh cảm nhận như thế nào? Thực sự anh cứ trong sân khấu thì thời gian nó cũng hơi ngắn, cho mình thời gian hơi ngắn, thì là anh mới gặp em thì anh cũng cảm thấy mến em. Em có thể tặng anh một bài hát được không ạ? Được. Đó, rồi, hai người nắm tay cứ nắm tay. Nắm rồi, tay thế mà hát. Em cứ hát cho thoải mái đi. Thuyền xa sông, thuyền tìm xa biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa. Thuyền có hay sông lăng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Ngày anh đi bỏ mình em đứng đó, anh có hay lòng em mãi thương anh, đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Detox không khí từ trong ra ngoài. Hai bạn để tay vào nút bấm, nếu cảm nhận thích và rung động chúng ta bấm nút nha. Nào, 1 2 3 hết thời gian. Hay quá, hay quá, hay quá. Bây giờ hai người bấm nút rồi mình mới nói nha. Trước khi lên đây đó, Thiện chưa có muốn tặng món quà thứ hai đâu. Khi nào gặp người đó mới quyết định tặng món quà thứ đúng hai. Đúng rồi, cái tim của và mình khi nói chuyện thì mới tặng món quà thứ hai. Bởi tặng món quà thứ hai là chúng ta đã trao nhau cái cảm xúc đầu tiên, và chúng ta hy vọng cái điều đó kéo rào ra tặng món quà thứ hai luôn, rồi biết cảm xúc của Diện thế nào. Rồi bây giờ ta làm nhanh cái động tác, ta phải hôn vào má cái. Ôi giời ơi. Xin phép gia đình, gái. Xin phép em. Ninh Bình đẹp lắm em ơi. Tay nhau, nắm tay nhau. Mày áo dài Ninh Bình cũng ok lắm nha. Ninh Bình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioi, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xin mời quý vị. Nếu mà nói mối tình thì con chưa trải qua mối tình nào. Dạ, là con có thích hoặc là cũng có một số người thích nhưng mà con không thích. Dạ vâng, điểm mạnh của con là con không hút thuốc ạ. Con không gia trưởng mà có tinh thần quyết tâm quyết đoán trong công việc cũng như là cuộc sống. Con có một lối sống tình cảm, đặc biệt là tình cảm với gia đình ạ. Mời nhà trai.
À, xin mời nhà gái. Bạn gái bên hàng rào, bạn trai bên hàng rào bên đây. Mình nói lớn lên để chúng ta cảm nhận về giọng nói đầu tiên nha. Mời nhà trai. Dạ, con chào chú Quyền Linh ạ, chào cô Hồng Vân. Chào con. Chào bạn gái bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay. Con tên là Phạm Tiến Đạt, năm nay con 27 tuổi. Con đang sinh sống ở huyện Bình Chánh và làm việc ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, công việc của con là kỹ sư điện ạ. Còn con, mình giới thiệu nào. Dạ, con xin tự giới thiệu, con là Dương Thị Thu Hương, 27 tuổi. Nghề nghiệp của con là điều dưỡng, hiện con đang làm việc ở bệnh viện 175 ạ. Rồi, nhà gái cho nhà trai biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. À, dạ, thưa chú Huyền Linh và bạn trai thì điểm mạnh là con có thể trò chuyện và lắng nghe, chia sẻ được với nhiều người, sống giản dị và tình cảm ạ. Con hơi bị nhút nhát và sống hơi cạn nể và... Người điều dưỡng được rất là trân trọng. Những người điều dưỡng đó không có bà con thân thích giữa những bệnh nhân, nhưng họ chăm sóc người bệnh nhân như là người thân như thế. Chính vì thế nên mà chú Huyền Linh đó rất là yêu quý và trân trọng những cái người làm điều dưỡng đó nha. Dạ. Mà thực ra cái người điều dưỡng bên tôi đây là cực kỳ cưng luôn nè. Xinh xắn vậy đó hả? Con có mấy mối tình rồi? Nếu mà nói mối tình thì con chưa trải qua mối tình nào. Dạ, là con có thích hoặc là cũng có một số người thích nhưng mà con không thích. Tức là con chắc cái công việc của con nó cũng chiếm nhiều thời gian quá, dạ, đúng không? Cũng có thời gian để mà hẹn hò luôn. Dạ, thực sự nhưng... là môi trường bệnh viện nó cũng khá là áp lực ạ. Đây sao nè thợ điện. Điểm mạnh điểm yếu mình gì? Dạ vâng, điểm mạnh của con là con không hút thuốc ạ. Con không gia trưởng mà có tinh thần quyết tâm quyết đoán trong công việc cũng như là cuộc sống. Con có một lối sống tình cảm, đặc biệt là tình cảm với gia đình ạ. Ngoài ra con còn thích chơi cầu lông và đi du lịch. Còn điểm yếu của con thì con nấu ăn không được ngon, nhưng mà con biết rửa chén và lau nhà. Trời ơi, giỏi em quá. Lau đi rửa chén lau nhà luôn. Dạ, con hát thì cũng không được hay, đâm ra con cũng không hay hát ạ. Kể hát đại đi con. Dạ, con chào cô ạ. Ngoài ra con còn hay ngủ trễ nữa. Nhưng mà bên đây con nấu ăn được không con? Dạ, con nấu ăn không ngon nhưng mà kiểu con có thể nấu những món cơ bản được. Nhìn á, thiệt, cái này là ấy nha, nhìn hai đứa có cái nét phu thê khủng khiếp luôn. Cảm ơn cô. Nó nghiêm túc luôn á, ông qua ông coi thử đi nhé. Phu thê hả? Đây. Đâu, chưa có người yêu hả? Dạ, con chào chú Kỳ. Rồi, chào con gái điều dưỡng hả? Dạ, sáng dễ thương không? Lấy vợ điều dưỡng đó là phải hy sinh cá nhân của mình, bởi vì á đôi khi vợ mình phải chăm sóc người khác á, chăm sóc suốt ngày suốt đêm luôn á, ít có chăm sóc mình đó, con thấy như sao? Dạ, cái đấy thì con cũng thấy không sao ạ. Vậy thì điều dưỡng là mình chăm sóc cho người bệnh, đấy là một nghề tốt ạ. Đúng rồi, một nghĩa cử cao đẹp đó con. Còn con có mấy mối tình rồi? Con đã từng trải qua một mối tình ạ. Từng trải qua một mối tình ạ? Khoảng 6 tháng cô ạ. Cách đây khoảng hơn 1 năm rồi cô ạ. Lý do gì chia tay con? Lý do là bạn đó không cùng quan điểm tôn giáo với con. Con là theo đạo Công giáo ạ. Con sao? Dạ, theo con thì con không có quan trọng về đạo hoặc tôn giáo nào, mà quan trọng là hai người hợp nhau thì sẽ từ từ chia sẻ những cái vấn đề sau. Nhưng mà con có đạo không? Dạ, con không có đạo. Vậy không thì quan cũng trọng sao? Về không nữa quan về trọng. Học đạo lý đúng sao? Rồi đúng rồi. Hay không sao, con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, con muốn một bạn nữ là cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ, thì cũng có một lối sống tình cảm giống như con vậy ạ. Kia là tình cảm đó. Dạ vâng, làm nghề điều dưỡng thì đúng con rồi, chắc cô là... Cô có thể khẳng định với con cái mẫu người mà con nghĩ trong đầu á, thì bên đây phải là 99,9%. Rồi con. Dạ. Con muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ, con muốn tìm một người thương là... có cái tình cảm, có trách nhiệm, hiếu nghĩa, chung thủy và biết chia sẻ, biết quan tâm. Luôn. Ông là... trai rất hiền nha, rất là dễ thương, có phúc hậu ha. Nói chung á, mà có thấy phu thê không? Được á. Hỏi gia mình đình hỏi đi. Gia đình đi. Con đi với ai vậy con? Dạ, con đi với bác ruột của con. Dạ. Xin chào MC Hồng Vân, xin chào MC Quyền Linh, chào cháu trai. Chào cô. Cháu tên là Đạt phải không? Dạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt ở trường quay hôm nay. Thế thì cháu Hương thì cháu là một người sống rất là tình cảm, có trách nhiệm, thuộc tiếp người phụ nữ truyền thống. Thế còn về phía cháu trai bên này thì bác thấy là cũng có cái nét là hiền hòa, sống bác cũng có tình cảm. Thế thì bác cũng mong muốn là hai cháu cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn chị. Con đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình con đi với lại dì của con ạ và hai người em nữa. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn gái cô Trương. Chào bên nhà gái ạ, cùng tất cả các vị khán giả. Em xin nhận xét về một chút về bạn gái. Dì thấy là bạn ấy được đấy con ạ.
rất là hiền, với lại những cái mà con đưa ra là gì thế? Bạn rất được, nhìn dễ thương. Con nói về một chút về Đạt á. Đạt là một người sống rất tình cảm, rất có trách nhiệm với gia đình, kính trên nhường dưới, cũng rất là ngoan. Gọi là chỉ thích đam mê chơi thể thao á, là chơi cầu lông thôi. Thì dì cũng hy vọng là cả hai để cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu và là tiến xa hơn. Dạ, à, xin cảm ơn dì. Cảm ơn dì. Thôi mở rào thôi. Mở rào. Rồi tới luôn Đạt. Chào em. Dạ, chào chương trình anh có món quà tặng em. Dạ rồi em cảm ơn ạ. Dạ. Ủa sao con lại tặng con heo vậy Đạt? Dạ con thấy con heo này dễ thương. Vậy hả? Dạ. À, đến chương trình thì em cũng có món quà tặng anh ạ. Dạ anh có thể mở nó này. Dạ. Ồ, là một quyển sách. Dạ. À, đây là cuốn sách mà em rất là thích, à, có tựa đề là Chiến binh cầu vồng, kể về 10 bạn trẻ ở một ngôi trường nhỏ bé ở trên đất nước Indonesia đã cùng đấu tranh bảo vệ ngôi trường của mình và đấu tranh cho cái quyền học tập. Thì đây đối với em là một cuốn sách truyền cảm hứng và có nhiều nghị lực, thì hy vọng là anh sẽ thích nó. Ok dạ. Em, anh cảm ơn, anh sẽ đọc và trân trọng cuốn sách này. Dạ. Sao Đạt con thấy sao? Ngay từ khi gặp em thì anh đã thấy nụ cười em rất là dễ thương, rất dạ. xinh xắn. Trong cái suy nghĩ của con là bao nhiêu phần trăm? À là cũng phải trên 99% rồi cô ạ. Đó, đúng dạ. rồi. Đúng là một tướng phu thê. Về quan điểm tình yêu của anh là biết chung thủy và không lừa dối, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ. Đặc biệt quan trọng nhất là cùng nhau mà chịu được những cái khuyết điểm của nhau ấy. Thì theo em thì như thế nào? Dạ thì em cũng hy vọng là công việc của em nó khá vất vả thì anh có thể chia sẻ được. Gặp anh ngày hôm nay thì em thấy rất là vui, do là kiểu em cũng hay bị xúc động. Dạ, bị dời á, nên là em thấy là cảm ơn anh vì đã tới ngày hôm nay. Hương thấy Đạt thế nào mà cảm động thế? Dạ con dễ bị xúc động. Một cô gái rất là dễ xúc động ha. Dạ. Như công rồi, việc bây giờ. Công việc của em thì là có hay làm đêm không? Dạ có. Đạt ơi. Dạ. Con lại cầm cái giấy chậm nước mắt cho Hương đi. Thử thế nào. Chậm hết nước mắt nha, rồi nói chuyện tiếp nha. Nó bị lem chỗ nào đó, con bôi chỗ đó, con chùi chỗ đó. Con nào nước mắt hẳn chùi, đừng có chùi chỗ khác, bay phân son của người ta. Tức là một tháng là mình làm đêm như thế nào? Thường là sẽ có lịch trực thì tuần trực 1 đến 2 buổi. À. Trực đêm thì hiện tại là khoa em là em sẽ trực 24 giờ, ngày hôm sau được nghỉ. Hương làm vậy. Khoa nào vậy? Dạ, con làm khoa nội thần kinh ạ. Khoa thế là cũng nhức nhô đầu lắm á. Nhức đầu chứ. Công việc của anh là kỹ sư điện này, thì anh làm trong văn phòng thôi. Anh chỉ làm giờ hành chính, làm đến 4 rưỡi chiều là anh nghỉ rồi. Thì thường thường trước anh chưa có người yêu thì anh mỗi lần làm xong thì anh hay đi chơi cầu lông. Là chơi đến khoảng 6 rưỡi 7 giờ là anh về nhà. Hồi nãy anh cũng có chia sẻ là điểm yếu của anh là hay ngủ trễ. Tại vì cái công việc của anh là mình cần cái sự mà tập trung cao độ nhất đi. Cái thời gian mà tối trễ 11, 12 giờ, cái lúc đấy nó yên tĩnh thì nó phù hợp hơn với cái sự tập trung vào công việc của anh. Yeah. Còn về cái công việc của em thì một tuần 2 đến 3 buổi làm đêm thì còn những cái ngày kia thì cũng làm giờ hành chính thôi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ờ, thì mình cái này thì mình có thể hẹn hò được. Dạ đúng rồi, bên em là không có lễ Tết là mình cứ trực. À, dạ, dạ. Đạt hỏi nhà em có điện chỗ nào hư không? Về phần điện đóm thì là đối với anh thì là chuyện nhỏ rồi. Cái gì anh cũng thể làm được trong ngành điện. Dạ. Rồi bây giờ Đạt tiến tới, hai tay nắm với tay Hương ha. Rồi nói những cảm xúc của mình, mong muốn điều gì. Hương đang rất là xúc động đó Đạt. Nắm hai tay luôn. Nhìn mặn thẳng vào mắt Hương đi nào. Đến với chương trình này thì anh cũng chuẩn bị một câu thơ nào đó để tặng cho em. Chút nắng gắt đâu làm nên mùa hạ, một thoáng nhìn chưa hẳn đã là yêu. Sao tim anh cứ ngập ngừng rất lạ, em là ai hỡi bóng dáng yêu kiều. Em à, đến với chương trình này thì anh là một người đàn ông chân thành. Anh sẽ cố gắng hết sức để cho em có được một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Đến với chương trình này anh cũng mong rằng hai chúng ta cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau. Và mong rằng hai bên gia đình cũng ủng hộ cái tình yêu của chúng ta. Và mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ có một cái kết đẹp. Em nhé. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Detox không khí từ trong ra ngoài. Bây giờ hai trẻ để tay vào nút bấm đi. Chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Như vậy họ đã kiểm tra lại con tim của mình rồi. Thật sự họ đã có một chút rung động và họ đã bấm nút. Chúc mừng hai đứa nha. Nữa cái hôm đầu tiên. Xin phép bác
Dạ, giờ con xin phép bác cho con hôn lên má em Hương để thể hiện tình cảm của con dành cho em Hương bây giờ cũng như là mãi sau này ạ. Trời ơi. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Carrer. Vanessa Carrer là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLWTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Cảm ơn tất cả những tình cảm quý vị đã luôn luôn đồng hành với những cặp đôi của chúng tôi. Cảm ơn.